OK, trong video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, à, bạn nào mà đang dùng iPhone gặp phải cái lỗi là à, bị đảo ngược màu ở trên điện thoại, à, nó màu xanh không ra màu xanh, màu đỏ không ra màu đỏ, thì hôm nay à, mình sẽ giúp cho các bạn khắc phục cái lỗi là bị đảo ngược màu đó, ở trên điện thoại iPhone nhé. Rồi thì thực ra bảo là đây là một cái lỗi thì nó cũng không hẳn là một cái lỗi nhưng mà đây là một cái à, chế độ, một cái chức năng ở trên iPhone đấy thì đây là một cái chế độ à, màu, nó gọi là cái chế độ đảo ngược màu thông minh. Đó thì không may các bạn à, vào, các bạn vô tình các bạn lướt vào iPhone, các bạn chọn vào cái chế độ là đảo ngược màu thì nó sẽ hiển thị ra như thế này nhá Đấy thì bây giờ để tắt cái chế độ này thì đơn giản thôi, các bạn vào cho mình một cài đặt chung này. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là trợ à, năng này đấy đấy màn hình và cỡ chữ nhá các bạn chọn phần màn hình và cỡ chữ ok chưa ở trong đây nó sẽ có cái phần là à, đảo ngược màu cổ điển đấy thì các bạn đây là đang click vào cái phần đảo ngược màu cổ điển các bạn chỉ việc tắt đi đấy vậy là khi mà các bạn tắt cái chế độ này đi thì nó sẽ tự động nó trở về bình thường hoặc là các bạn bật độ, chế độ đảo ngược màu thông minh đấy các bạn cũng tắt đi bật đảo ngược màu thông minh thì nó sẽ à, không À, nó bị loạn như cái phần ngược màu cổ điển nhưng mà nó cũng gây ảnh hưởng một chút thì các bạn tắt hai cái phần phần này đi cho mình nhé các bạn vào cho mình cái phần đảo ngược màu Đấy, tắt đi trong phần màn hình và cỡ chữ à, rất là đơn giản thôi nhưng mà nhiều bạn có thể là đang gặp phải cái trường hợp này các bạn không biết các bạn xử lý như thế nào rồi à, chúc các bạn có những cái trải nghiệm mới ở trên iPhone nhé và nếu thấy video hay để lại cho mình một like một bình luận có ích ở phía dưới nhé cảm ơn các bạn